bạn thân mến, mời các bạn chúng ta cùng vào thăm vườn anh Quang Huy, Trường Mỹ, Hà Nội. Và hôm nay chúng ta được cơ may là chứng kiến một cái cây xanh rất là khủng. Đó. Đại cổ thụ. Đúng là đại cổ thụ. Xanh khủng quá. Xanh làm biển. Xanh làm biển đấy. Chào bác. Cây này lại là tiền tỷ đấy nơi đó rồi. Cây này mà hoàn thiện là cũng là tiền tỷ đấy anh nhỉ? Đúng đấy. 80 triệu người. Đáng bảo gọi cho anh nhìn thấy mặt ở đây luôn. Hả? Đáng có bảo gọi cho anh. Thứ tư là bận rồi. Thứ năm thứ sáu, thứ tư là bốc mã, bố với thằng ông với thằng hôm ra làm. Mua hai cây đấy, cây xoài, cây quế. Mày là Nam Điền xịn đấy chứ anh? Dạ. Nam Điền xịn đấy chứ? Nếu là Nam Điền thì cái kia là Nam Điền. Nam Điền mà cũng tết nhỉ. Bới ra mới thấy độ già. Này là vài năm nữa là lắm tiền lắm đây. Chắc độ đôi tỷ. Lúc ấy là cây triệu đô. Cái bệ này là bứt bỏ được chứ bác? Bệ bỏ lấy từ đấy lại. À thế à? Đang làm từ đấy lại. À. Thì công như này. À. Lại bệ. Cái bệ này giờ mà là trồng xuống lại mọc được cây nữa đấy. Mọc. Hả? Dễ nó lên lại mọc. À. Cái này không mọc được cả vì cái này nó là cái rễ. À thế à? Nên là không phải lên được cây nữa. Ừ. Nếu mà nó là cái cây cơ thì nó mới lên được. Hoặc là cái trên kia mà mình cắt cành thì nó lên được. Rồi. Cái này nó là cái rễ thì nó chỉ ra rễ đấy thì nó không phải ra mầm được. Có người người ta ghép được ấy. À ghép thì được, ghép thì được ngay. Đây là hai anh em đang trong quá trình chế tác, cắt, tạo dáng, tạo hình. Đó. Mặt sau. Vào thì hỏng hết cưa. Dưới đá. Cái này là cái rễ đấy buông xuống đúng không? Vâng. Buông xuống này. Cái này là cái rễ rễ buông xuống này cho nó có cành, nó có độ bay. À. Bên kia bay còn đang đâu bên này đang thiếu bay. Ôi trời. Nó lên bằng mình này nào. Vâng. Làm gì đâu. Tục năm nữa. Đây là cắt không đâu. Cắt sơ qua cái này để làm lại cái bệ. Để làm được cái bệ nó bắt đầu mới làm cái. Đúng rồi, hai cây to người đâu. Đấy. Một chỗ đoạn ông nọ nào hai gốc này. Thì là sông này. Đoạn cầu ấy. Thì là
nhà ấy là tôn là nó gốc mạ mà. 5, 6, 2, 3 người được, 2 cây gì vậy mà. Chợ không có người gì còn. Không, 2 người em cử là đại của em đi, 2 đặt đại của em đi vào đó. Và là cái vườn gốc kìa, với đất, với rác, với rút ra. Cái gì ấy? Cái gì ấy? Cây này mà làm thì chắc lâu lâu mới xong ấy nhỉ? Vâng. Sau con này đục cái con này còn chỉnh sửa còn nhiều. Ừ, chỉnh sửa. Đây mình cửa đang ấy lại bệ thôi. Ờ. Chúng ta đang xem các bác ấy đang chỉnh sửa cây xanh rất là khủng. Tương lai sẽ là một cây triệu đô. Một cây xanh tiền tỷ. Sẽ là một cây nổi tiếng trong tương lai. Đấy. Chiều cao khoảng 3 mét nhỉ? Tính từ gốc lên là khoảng 3 mét. Hơn 3 mét. Hơn 3 mét. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng vào sâu bên trong xem một số cây khác. Bên trong này cũng rất nhiều cây. Đó. Bên trong này thì cây đa số là những cây đang hoàn thiện. Rất nhiều loại cây xanh đa si sung lộc vừng rất nhiều. Hầu hết là những cây tầm đại, cây rất là khủng. Đây là cây lộc vừng. Rất đẹp. Chúng ta cùng xem lại cái cây xanh khủng mà các bác đang chế tác để tạo dáng cho cái cây này. Đấy. Ngon, ngon.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn đăng ký để ủng hộ kênh và để tiếp tục theo dõi video tiếp theo. Còn bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn.